À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để link hai con rod này với nhau. Cái này là của một bộ khác, còn cái này là của một bộ khác. Là các bạn đang thấy là nó không có link với nhau và nó không có sử dụng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi. Đầu tiên thì các bạn bấm vô cái nút link trên cái receiver nè, bấm giữ nè. Đó, bấm giữ. Rồi các bạn thấy nó chớp 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 nè. Cái phần sóng wifi nó chớp chớp rồi nè. Các bạn chỉ cần bấm trên cái mic vào cái nút này. À, mình bấm chậm quá, nó chạy mất tiêu rồi, để xíu. Đó, bấm vô. Rồi, các bạn thấy cái phần tết nó đã nhảy lên rồi nè. Đó, vậy là các bạn đã link xong hai cái mic này với nhau. Rồi vậy nha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.